Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Linh Andy đây. Như vậy là trong video lần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các tính năng nhân vật rồi đúng không các bạn ơi? Ở trong này thì rất nhiều cái tính năng, kỹ năng cưỡi sủng cánh chim này, rồi thì trang bị nữa, nâng cấp lên tăng rất là nhiều lực chiến. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cách để có thể kiếm được những em pet cực kỳ là xịn các bạn nhé. Quá ok luôn. Và như các bạn biết rồi, game này khi mà chúng ta tạo ác phát là nó đã tặng chúng ta lên tận VIP 8 rồi. Đồng thời khi mà làm nhiệm vụ này hoặc là tích lũy đăng nhập này thì chúng ta hoàn toàn có thể lên cấp VIP được các bạn nhé. Và lên cấp thì chúng ta lại được rất là nhiều phúc lợi, được rất là nhiều kim cương bạn ơi. Đây, ví dụ như ở trong cửa hàng thần bí, chúng ta có thể dùng kim cương để có thể mua mảnh tinh hoa và nâng cấp đột phá cho em pet của mình lên mạnh hơn các bạn nhé. Để xem nào, ngon, ui giời, mua hết luôn các bạn ơi. Hai em này là cực kỳ mạnh luôn. Đổi phát nữa xem nào. Đây đây đây, có em này mua luôn này. Cứ em nào mà trong đội hình của mình là mình quất hết các bạn ơi. Ok bạn ơi. Và đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với một cái sự kiện cực kỳ là hay bạn nhá. Đây, nạp tiền 1.000. Đấy, sở hữu luôn được em ma lang các bạn ơi. Ui giời, mỗi ngày các bạn chỉ việc nạp có mỗi 1.000 thôi. Đấy, thế là sau vài hôm nữa là chúng ta lại có con ma lang cực kỳ là ngầu để chơi luôn rồi. Ui giời, quá đỉnh luôn bạn nhá. Con pet này thì cực kỳ là mạnh luôn. Cho nên bạn nào mà bỏ qua em ma lang này thì cực kỳ là lãng phí luôn bạn nhá. Đây này. Đấy, cho các bạn xem luôn cái em pet ma lang của mình như này. Quá gắt các bạn nhá, cấp 100 luôn rồi. Để cho các bạn xem kỹ năng của em nó nhá. Đây 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 các bạn ơi, tăng cho bản thân 5% sát thương PVE các bạn nhá. Và còn có thể cộng đến 5 tầng cơ, tức là tăng một phát đến tận 25% các bạn nhá. Gạt không? Quá kinh luôn bạn ơi. Rồi, tiếp theo skill này đây này, 70% xác suất công kích mục tiêu tiếp theo luôn, tức là đánh tiếp một lượt nữa đấy. Ui giời, quá gắt các bạn ơi. Có 1.000 một ngày thôi, trong 40 ngày là chúng ta có thể sở hữu luôn được em nó nhá. Chỉ cần kiên trì thôi, cái gì cũng có các bạn nhá. Ok. Rồi, tiếp theo đó chính là ở phần sự kiện pet hạn giờ bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử triệu hồi đến 100 lần nha các bạn nhá. 10 lần. Wow, bạn ơi, được rất là nhiều tài nguyên nguyên liệu luôn nhá. Tiếp tục 10 lần nữa bạn ơi. Rồi, ui, ra mảnh gì đây? Thú chiến vận giáp tinh hoa các bạn nhá. Quá ngon luôn ạ. Tiếp tục 10 lần nữa đi. Ui ôi, đây đây, lần này ra một phát toàn là mảnh thời trang các bạn nhá. Quá ngon luôn, tí nữa lại có thể đổi được thần trang. Ui. Thế thì sự kiện này cực kỳ là có lời luôn. Cho nên các bạn cứ tích lũy kim cương thật nhiều nhá. Chờ sự kiện như thế này thì quay. Wow bạn ơi, nhìn thấy gì đấy chưa? Rất là nhiều mảnh luôn nhá. Ok, tiếp tục. Bao nhiêu lần rồi ta? Bao nhiêu lần rồi? 52 lượt rồi. Tiếp tục. Wow, phát nữa xem nào. Tiếp tục 10 lần nữa xem nào. Wow, lần này ra được em gì đây? Thú chiến vận giáp tinh hoa này. Wow, được quá nhờ. Gắt chưa, gắt chưa? Lôi long tinh hoa luôn ạ. Ok, tiếp phát nữa xem nào. Wow, ra được nhiều em lôi long thế nhở. Lúc nãy, à đây này, ra em ma lang này thì cực kỳ là ngon luôn bạn nhé. Bởi vì hiện tại trong team của mình cũng có em ma lang này rồi. Và mình sẽ cần cái mảnh tinh hoa này để đột phá nó lên các bạn nhé. Tiếp tục các bạn ơi, tiếp tục nào. Đây này, mình triệu hồi cũng có ra được cái tinh hoa này, quá ngon luôn bạn nhé. Ok, xem nào. Rồi, tiếp phát nữa đi. Cố lên, 200 lần xem nào. Úi, lần này xem được những cái gì, ma lang này. Đấy, lại còn được cả em tinh hoa của thú chiến vận giáp luôn các bạn ơi. Quá gắt nha. Ok, tiếp phát nữa đi. Úi giời, quá kinh luôn bạn ơi. Để nhiều tài nguyên nguyên liệu dã man luôn ạ. Đây này, thời trang cam cũng có mảnh luôn này. Úi giời, quá đỉnh luôn ạ. Rồi, 200 điểm rồi bạn ơi. Ui dồi, phải 300 điểm mới được nhận cơ. Tiếp tục xem nào. Ok, phát nữa đi. Tiếp tục. Ui giời, quá gắt bạn ơi, được em lôi long rất là nhiều các bạn nhá. Tiếp tục phát nữa xem nào. Ui giời, lại là ma lang. Ô, ngon. Mình đang rất cần mảnh em ma lang này nhá. Tiếp tục đi, ra nhiều ma lang mà. Để mình có thể đột phá em ma lang của mình lên các bạn nhá. Em ma lang của mình thì đang cộng 6 rồi, đột phá lên cộng 7 thì cực kỳ ngon luôn. Tiếp theo, wow, lại là thú chiến vận giáp bạn ơi. Lần này được hai em thú chiến vận giáp tinh hoa này nhá. Ok, tiếp tục phát nữa đi. 290 điểm, 300 điểm luôn. Úi giời, nhận luôn. Ok bạn ơi. Rồi, hiện tại thì mình đang xếp hạng thứ 13 bạn nhá. Uầy, anh em đùa top cũng gắt đấy. Được quá nhỉ. Đây đây đây, em ma lang của mình đấy bạn ơi. Đột phá, ui, còn thiếu nhiều quá mới lên được cộng 7 bạn ơi. Lúc nãy mới được có khoảng chục mảnh thôi. Phải cần đến tận 64 mảnh nữa các bạn nhá.
Wow, quá căng đấy bạn ơi. Ok ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến 600 điểm nhá, để xem được nhiều cái mảnh tinh hoa thần trang không. Và sau đó chúng ta sẽ cùng ra nâng cấp thần trang cho các bạn xem cái sức mạnh của cái mảnh thần trang này như thế nào các bạn nhá. Ok, tiếp tục nào. Lên. Rồi, lần này được cái gì đây? Úi, được luôn một cái đan này. Quá ngon luôn ạ. Xem nào. Phát nữa xem nào. 462, 472 luôn các bạn ơi. Tiếp tục đi. Rồi. Ok bạn ơi, phát nữa xem nào. Lại là mảnh thần trang quá ngon luôn. 500 điểm rồi. Úi, vừa được rất là nhiều mảnh em ma lang các bạn nhá. Lần này được một mảnh thôi à? Chán thế. Ui, nhưng bù lại được rất là nhiều mảnh thần trang trong lần này này. Quá ngon. Rồi, phát nữa xem nào. Ok đi. Sakalay tục tiệp các bạn ơi. 572 lần rồi, 582 điểm, 592 điểm. Đây rồi, đây rồi. Ấy, lại được thêm một quyển trục nữa các bạn nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần túi đồ này. Đạo cụ các bạn ơi. Xuống cho các bạn xem các cái mảnh thần trang kia sử dụng như thế nào các bạn nhá. Đây, 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 đây. Đâu rồi ta? Kéo mỏi mắt luôn ạ. Đây, sử dụng phát các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thăng giai cho thần trang của các vị tướng của mình các bạn nhá. Hiện tại thì nhân vật chính của mình nâng khá là cao rồi. Đây này, bây giờ còn lại các cái nhân vật phu hô này của mình thì cũng sẽ tăng hết lên các bạn ơi. Ok, ui ui, một phát lên cực kỳ nhiều lực chiến luôn bạn ơi. Rồi, phân giải hết những cái mà mình không dùng nhá. Ui giời, mấy cái này thì phân giải hết đi, để làm gì đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cái tính năng tầm bảo thần trang này các bạn nhá. Để xem là hôm nay có thể tầm bảo được hai cái món đồ cực kỳ ngon này không các bạn ơi. Wow, người dẫn dắt chiến mâu các bạn ơi. Tiếp theo này, người dẫn dắt thần phù các bạn nhá. Lực chiến của nó lên đến tận 1 triệu luôn bạn ơi. Triệu hồi nhá, mua 10 phát các bạn ơi. Để xem nào. Ui, ra cái gì đây? Không có các bạn ơi. Tiếp tục 10 cái nữa xem nào. Ra cái gì không? Úi, được cái quyển trục cánh chim này. Với cả quyển trục cưỡi sủng các bạn nhá. Ok, tiếp 10 cái nữa xem nào. Ui, được một món nhưng mà lại là món vàng nó mới đau chứ. Phát nữa xem nào. Ra cái gì? Cái này là cũng ok này các bạn ơi. Ok đấy, phát nữa xem nào. Cố lên xem cái gì, ra cái gì không. Ui, ra được rất nhiều quyển trục các bạn ơi. Nhưng mà lại không ra được hai món trang bị này các bạn ơi. Ui, phải làm một cái gì đó cho nó tâm linh một tí đi bạn ơi. Mua 10 cái. 10 cái xem nào. Wow, không ra các bạn ơi. Tiếp tục 10 phát nữa đi. Ui, lại tiếp tục là cái xương cá này ạ. Gió ngữ chiến mâu ạ. Tiếp tục phát nữa xem nào. Ui, vẫn chưa ra các bạn ơi. 10 phát nữa. Ra cái gì không? Trời ơi, phát nữa xem nào. Wow, ra rất là nhiều quyển trục cưỡi sủng này, thần trang mảnh các kiểu để nâng cấp này. Nhưng mà lại không ra cái người dẫn dắt chiến mâu. Mình đang rất cần cái đấy các bạn ơi. Tiếp tục phát nữa đi. Ui giời ơi, đau xót thế nhỉ. Ui, được cái gì đấy? Wow, cái này có 295.000 lực chiến thôi. Không ăn thua các bạn ơi. Phát nữa đi. Tiếp tục phát nữa xem nào. Ui giời, cãi nữa đi. Ai, chưa được các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ x1 một phát nhá. X1 phát này. X1 phát, không ăn thua các bạn ơi. Rồi, trong nhà kho xem nào. Đây này, như vậy là mình đã nhặt được khá rồi các bạn ơi. Tiếp tục đi. X10 hết chỗ này nhá. Bao giờ ra người dẫn dắt chiến mâu thì dừng lại các bạn ơi. Cố lên, hôm nay khô máu luôn các bạn nhá. 10 cái nữa. Xem nào. Ui giời ơi. Tiếp tục. Ui chà. Phát nữa đi. Tiếp tục. Trời ơi, tại sao lại không ra thế này. Trong nhà kho, đây nhặt hết xem nào. Ok, nhặt về luôn các bạn ơi. Tiếp tục là túc tiệp các bạn ơi. Cố lên, một trong hai món ngon nhất kia phải sở hữu được đi. Ra đi. Trời ơi, tiếp tục phát nữa nào. Cố lên. Ok bạn ơi, lại ra cái gió ngữ chiến mâu ạ. 10. Ui, phát nữa. Ở kìa. Nào, ra đi. Phát nữa đi nào. Ui các bạn ơi. Ui, ra cái gì đây? Người cứu vớt chiến mâu các bạn ơi. Cái này lực chiến cũng cực kỳ cao các bạn nhé. 723.000. Wow, được đấy. Cái này lực chiến 723.000 là quá ngon luôn này. Ngon thứ hai sau cái người dẫn dắt chiến mâu này các bạn nhé. Ngày hôm nay thì đến đây thôi các bạn nhé. Và sang ngày tiếp theo để xem có cái sự kiện gì hay ho, chúng ta lại tiếp tục khô máu các bạn nhé. Ok, còn video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.